Xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hiền Toyota. Thì nếu như mà cô chú anh chị nào đang tìm kiếm cho mình một bạn xe 5 chỗ gầm cao thì video này dành cho cô chú anh chị. Hiện tại Hiền Toyota có rất nhiều mẫu mã và hãng màu sắc luôn để cho cô chú anh chị lựa chọn. Thì đem chiếc quay cận cảnh 5 bạn này trong video ngày hôm nay cũng như là cập nhật giá bán cho cô chú anh chị nha. Trước tiên chúng ta đi đến bạn Tucson đi. Thì Tucson đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Điểm mạnh của nhà Hyundai đó chính là công nghệ tuyệt vời luôn, công nghệ rất nhiều. Xe thiết kế thì rất là trẻ trung và năng động, có những mà cái vít cắt á, nhìn rất là hiện đại luôn. Đây. Thân xe thì liền lạc từ đầu tới đuôi luôn. Sơn zin hơn 90% luôn nha. Đó. Cực kỳ thể thao và năng động. Vỏ rất là bự luôn nha. Vỏ này đi cực kỳ êm. Mâm phay đàng hoàng, rất đẹp. Đèn là đèn full led luôn, cảm biến chiếu sau này đủ. Có bi cầu luôn. Đây, khẩu trợ chiếu sáng. Thì với khối động cơ 2.0 thì bạn Hyundai Tucson này tiêu hao nhiên liệu tầm hơn 8 lít trong 100 cây thôi. Tầm đó, cái đó là chỉ nói mình đi trong thành phố nha. Nếu như mình đi đường trường á, chỉ tầm đâu đó trên 7 lít thôi, rất là tiết kiệm. Thì bạn này là mang biển số tỉnh nha, sản xuất năm 2021 nhưng mà tới năm 2022 mới lăn bánh lận. Xe đã đi được 20.000 km rồi, cho nên xe cũng rất là mới. Đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2024 lận. Bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 785 triệu. Nhưng trong video ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cô anh chị giảm còn 775 triệu cho bạn này thôi nha. Tại Tucson đời rất cao, 2021 xe siêu lướt nhưng mà lăn bánh năm 2022 mới vừa đi được có 20.000 km thôi, nhưng mà mức giá chỉ tầm 775 triệu, rất là hợp lý. Để chỉ quay luôn cái phần sau nha, mình xem. Nhiều cô chú anh chị rất là sợ xe tỉnh, viễn tỉnh, bởi vì sợ khung gầm nó bị mục nè, nhưng mà không, bạn này tuy viễn tỉnh nhưng mà khung gầm vẫn còn rất là đẹp, bởi vì đi ít mà mới có 20.000 km thôi, đợi cao nữa. Đây, phía sau rất là ấn tượng luôn, một dải led kéo dài từ trái sang phải luôn nha, nhìn phía xa từ sau là đã biết rằng đây là xe Tucson rồi, cực kỳ đẹp, cực kỳ hiện đại. Đây, cửa gió sau nè. Ở phiên bản này là chưa có cửa sổ trời nha. Phiên bản này là phiên bản chưa có cửa sổ trời. Ga tay tự động nè, đây 20.000 km. Máy hiển thị rất tiện nghi, có bản đồ tích hợp sẵn luôn. Và tiếng Việt luôn nha. Hiện tại thì bản đồ thì xe nào cũng có, nhưng mà để mà có bản đồ bằng tiếng Việt á, không phải xe nào cũng có đâu. Tiếp theo là một bạn Mazda CX-5. Thì bạn này là biển số thành phố, sản xuất năm 2017. Phiên bản là phiên bản 2.0 nha. Xe này đi được 88.000 km rồi. Màu chủ đạo cũng là màu trắng ngọc trai. Thì với biển số thành phố này á, nếu như mà cô chú chị nào mình đang ở thành phố hoặc khỏi thành phố á, sẽ đỡ tốn 20 triệu tiền đăng ký. Bạn này đi gia đình thì cũng rất là tuyệt vời. CX-5 luôn là trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong phân khúc luôn nha. Xe cực kỳ đẹp. Bạn này đăng kiểm cũng còn rất là dài, tới tháng 6 năm 2024 lận. Xe rất là liền từ đầu tới đuôi luôn. Đây là phần đuôi xe nè, cực kỳ đẹp luôn. Bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 650 triệu. 650 triệu cho một bạn Mazda CX-5 phiên bản 2.0 đời 2017, xe đi 88.000 km. Rất đẹp nha, ghế màu đen sạch sẽ, thích hợp cho gia đình, mình chở con nhỏ đó. Nhiều khi mà con nhỏ nó quậy quá là rơi hay là làm dơ xe đó thì màu đen nó sẽ đỡ hơn, đỡ dơ xe hơn. Thì bạn này Mazda CX-5 phiên bản 2.0, biển số thành phố đời 2017, xe đi được 88.000 km, đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 650 triệu. Cũng sẽ giảm giá hỗ trợ trong video ngày hôm nay cho cô chú anh chị còn 640 triệu thôi nha. Một mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn.
Tiếp theo nữa là một bạn xe đến từ thương hiệu Toyota, thương hiệu quốc dân luôn. Thì bạn này là phiên bản Cross V, phiên bản cao cấp nhất của dòng máy xăng nha, máy xăng thôi nha. 1.8, động cơ 1.8 rất là tiết kiệm nhiên liệu, tầm 7 lít trên 100 cây thôi. Bạn này nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nha. Biển số là biển số tỉnh, đời 2020. Xe đi được có 25.000 km thôi, anh chị chủ giữ xe rất là kỹ luôn, sơn zin hơn 95%. Xe rất đẹp nha. Phiên bản V thì công nghệ rất là nhiều, tích hợp công nghệ cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ thì Toyota không còn là nồi đồng cối đá như xưa nữa rồi, công nghệ cũng rất là nhiều nhưng mà vẫn rất là bền, đi cực kỳ bền. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, nuôi xe cũng rất là rẻ. Đó là ưu điểm từ trước tới giờ của dòng xe Toyota, đó chính là xe bền bỉ, đi tiết kiệm nhiên liệu, bảo trì bảo dưỡng rất là rẻ luôn. Cực kỳ zin luôn nha, zin đến tận con ốc luôn. Đây, yên tĩnh nhưng mà gầm bọng rất đẹp nha, không bị sét, bị rỉ, bị mục gì hết, đời cao mà. Xe này có thể gọi là xe lướt luôn đó, xe siêu lướt luôn. Các bạn này đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 800 triệu nha, 800 triệu cho một bạn Cross V. Sản xuất năm 2020, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, biển số là biển tỉnh nha. Bạn này đăng kiểm cũng còn rất là dài luôn, tới tháng 8 năm 2024 lận. Nếu như mà cô chú chị nào thấy bây giờ cái tình hình mà đăng kiểm rất là căng, đây là một cái ưu điểm chiếc xe, bởi vì tháng 8 năm sau là rất lâu, mua về là đi luôn, đi vi vu luôn, không cần giảm giá gì hết, tại vì sơn rất là đẹp, anh chị chủ giữ xe rất kỹ luôn. Và tiếp theo là một bạn Honda CR-V, thì bạn này thì là phiên bản có thể nói là 5+2, nó có hai ghế sau nhưng mà thường sẽ được gấp lại để đồ. Thì bạn này là biển số tỉnh nha, sản xuất năm 2019, xe đã đi được 90.000 km rồi nhưng mà chất xe vẫn còn rất là ok. Đang được Hiền Toyota chào bán với mức giá là 860 triệu, ưu đãi còn 850 triệu nha, 850 triệu. Đây, sơn rất là liền lạc, nhìn từ đầu tới đuôi xe cực kỳ liền luôn. Đó, cái quay cận cảnh nè, nó quay sắp xuống nè, nhà mình xem nè, nó không có dấu hiệu gợn sóng sơn lại nha. Mặc dù em chỉ nói là có sơn lại nhưng mà sơn rất là kỹ, rất là đẹp, không có bị lệch màu. Thường thì màu trắng rất là dễ bị lệch màu, mình sơn mà mình không đúng kỹ thuật á, hay là chỗ sơn nó bị yếu kém á, sơn chiếc xe ra hai màu nhìn rất là kỳ luôn, không đẹp chút xíu nào. Anh chủ Ú đã chuẩn bị cho mình là cam 360 rồi nè. Đây, cam 360 hỗ trợ mình đi đường, vô hẻm, bô cua, bô góc này kia đồ sẽ dạng tay hơn. 850 triệu cho một bạn CR-V phiên bản L nha, bạn này là phiên bản L nha, phiên bản cao cấp, phiên bản đủ luôn. Ghế da rất đẹp luôn, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đây, cốp điện nguyên bản luôn nha, với động cơ 1.5 nhưng mà có thêm turbo đó, thì xe này đi cực kỳ bốc nhưng mà lại tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tầm 6-7 lít cho 100 cây thôi, rất tiết kiệm nha. Không phải tự nhiên mà bạn CR-V là top đầu doanh số của nhà Honda, bởi vì những cái tính ưu việt tiện nghi của nó mà chiếc xe mang lại cho chủ nhân. Này, vô lăng cần số rất đẹp nha,
Elite View luôn, cam 360, cam 360 thích hợp luôn. Thì ấy cũng còn rất là đẹp. 850 triệu cho một bạn Honda CR-V phiên bản L, động cơ 1.5 turbo biển tĩnh đời 2019, xe đi 90.000 km. Còn mức giá rất là hợp lý. Và cuối cùng là một bạn cũng là Honda CR-V phiên bản L nhưng mà đời cao hơn, đời 2020. Đây này biển tĩnh nha, đi được 47.000 km rồi. Đang được hiện Toyota chào bán mức giá là 910 triệu. Nhưng mà trong video ngày hôm nay cũng giảm ưu đãi cho mình còn 900 triệu thôi nha. 900 triệu cho một bạn Honda CR-V phiên bản L là phiên bản đủ. Màu đen, biển tĩnh, rất ngầu luôn. Rất đẹp. Đi quay cận cảnh nhà mình xem. À, sơn rất đẹp nha. Công nghệ của Honda CR-V là rất nhiều, lại chuyển số nè, ga tay tự động nè, màn hình zin nha, sạc không dây nè, đó. Cực kỳ tiện nghi, công nghệ rất nhiều. Chỉ với 900 triệu nhà mình đã có thể sở hữu một bản Honda CR-V phiên bản L, phiên bản đủ, biển tĩnh, đời 2020, xe đi 47.000 km, còn mức giá cũng rất là hợp lý luôn. Thì đây là video sơ lược về 5 bạn 5 chỗ gầm cao hoặc 5 cộng 2 gầm cao đang có mặt ở hiện Toyota chi nhánh Bình Triệu 806 quốc lộ 13. Nếu như mà cô chú chị nào nếu có nhu cầu tìm kiếm xe thì hãy liên hệ ngay đến số hotline của anh Thọ là 0901 77 888 để được tư vấn trực tiếp. Ngoài ra mọi người có thể đến ngay hiện Toyota chi nhánh Bình Triệu để thử xe, xem xe để có cái nhìn trực quan nhất nha. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Em chỉ xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống. Nếu như mà mọi người cảm thấy thích thì hãy like, share cũng như là bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đó. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.